Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục các video. Hôm nay Đặng Tín Audio sẽ giới thiệu các bác về một dòng sản phẩm là chiếc lọc xì Yamaha Q2031A. Đây là dòng lọc xì là 2031A, đây là phiên bản cao của dòng 2031 này, là và nó được sản xuất tại Nhật Bản, hàng bãi xịn Nhật Bản chính hãng Yamaha. Nó xuất sang thị trường Mỹ chạy 2 cầu điện nhá. Con này nó cao cấp hơn con Q201B rất nhiều, đây là Q201A. Thì những cái dòng này nó khá hiếm trên thị trường, em nói luôn là cực kỳ hiếm trên thị trường, không phải lần nào lúc nào có thể gặp được con Q201A đâu nhá. Thì đây là hàng zin xịn chính hãng và nó sản xuất tại Nhật, bãi Nhật luôn. Cái này thì thực ra em quảng cáo quá rất nhiều rồi, nếu bác nào đã hiểu về cái dòng chất âm của Yamaha thì có đều biết rồi, một trong dòng lọc phải nói là rất rất đẳng cấp luôn nhá. Em sẽ quay sau này. Đây, Yamaha này, made in Japan này, điện 110 này, 120V và 240V này. Đây, chạy 2 cầu điện đây. Hàng xịn chạy 2 cầu điện nhá. Các tín hiệu đột vào và đầu ra, sử dụng bằng jack carbon và jack 6 ly. Thì khi bác nào mua hàng mình đã biết rồi, sẽ tự tặng đầy đủ dây jack carbon cho các bác, không thiếu một cái gì. Khi mua hàng em có biết rồi nhá, hàng sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Đó, xem qua các nội gian, em sẽ quay nhanh con này thôi, video nhanh thôi. Bác nhìn nội thất con này thì quá là đẹp rồi. Riêng dòng nội thất của Yamaha Q201A thì em nói luôn là không thể chê được. Đây, tất cả từ mọi thứ là các bác không thể chê được về chất âm. Em nói thực sự là không thể nào chê được về chất âm của dòng này. Và nó nhắc lại nó rất là hiếm thị trường nhá, Mỹ Japan này, Nhật Bản xịn 100% nhá các bác nhá. Đây là hàng xịn 100%, em xin nhắc lại. Đấy, em chỉ quay nước qua con này thôi vì em giới thiệu rất nhiều rồi. Còn đây là EQ, nghĩa là qua lọc hay không qua lọc này, HPM là cắt tần số này. Còn đây to nhỏ này. Đấy, còn các giải tần từ 20 đến 20k, giải bass, giải chung và giải chép. Thì sẽ tùy chỉnh theo không gian nhà các bác, em chỉ chỉnh sẵn một phần ở đấy, còn bác sẽ tùy chỉnh nhá. Thì em xin nhắc lại, cái dòng lọc này nó rất hiếm mà số lượng nó có rất ít thôi. Giá đợt này sẽ rất là tốt cho các bác, 3.500.000 con lọc Q2011A này. Hàng xịn sản xuất tại Nhật Bản, chạy 2 cầu điện xuất Mỹ. Được chưa? Các bác để lại theo dõi, để lại cho mình xin nút like và đăng ký kênh cho em nhá. Em cũng test luôn chất âm nhá. Được chất âm của dòng lọc Q201A rồi, thực sự không phải giới thiệu nhiều về cái dòng này. Đấy, số lượng cũng rất ít thôi, 3.500.000 em bao ship. Mọi chi tiết mua hàng số điện thoại 0916 97808 cho các bác nhé.